Chị đang ăn cơm à? Chị đang ăn cơm à? Bữa nay cho ăn ít mà vẫn không ăn, chết cha rồi. Coi mà. Kháng quá mà. Chết cha rồi. Đầu này nóng quá nhỉ. Sốt phải tầm 7-8 độ đi cha rồi. Chết quá. Chết mất. Chịu khoan đi. Ăn đi. Ăn đi không ốm là cho mày nữa đấy, vứt ra sông vô chùi đấy, ăn đi, nay đi, coi, coi mà, đúng rồi, còn này nóng chốc, nóng 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 rồi, 7 độ đi te rồi, chịu khó mà ăn uống cái gì, cả ngày hôm nay không ăn, hôm qua thì ăn như thế thần trùng, hả bá? Cứ như thế là nó nhỉ. Ăn đi, nó vừa cho ăn miếng không ăn là ăn à? Cho ăn nước mặn gì cái gì Thế rằng bữa nay là kêu là không ăn cơm này, để nó chuột đi này đặt xuống đây này. nè. Thôi thì ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi chị, chị ăn đi. Nhìn chị kêu, nó giống như đàn bà cấy thì kêu nhỉ? Chị ăn đi. Chị ăn đi chị. Ăn đi không chết lần nữa đấy. Thân khỏe có lại mua cho liều thuốc cái gì đó mẹ nhờ. Thuốc gì tiêm phòng uốn ván đấy nhờ. Mẹ. Nhiều quá. Là không hiểu. Ăn đi chị ơi. Ăn đi không chết rồi. Ê, ăn đi. Ăn đi. Bố chứ bây giờ ngoài đấy có cái gì mình đoạn nè. Đấy chứ bốc vô ý. Bốc vô là đoạn chứ còn răng nữa, nuôi cái thằng này. À thế là bốc vô là đoạn. Chứ không đoạn ở ngoài nữa thì răng. Hôm qua là mang rất nhiều ra thì mới phải đoạn. Hôm nay xong còn mô thì bố bốc vô còn đỡ còn trình. Thở không hồng hồng mày. Ăn đi chị chết. Quay nó làm được rồi mà nữa làm tao ra một hình miếng ăn cơm thì một lý. Để đây mình đang đoạn chưa?